Vâng, em xin chào quý vị. Nói bên em lại tiếp tục về được một con âm ly rất là đẹp đấy. Và tiếng rất là hay của dòng Onkyo nhé. Đấy, tiếng rất hay, được đánh giá rất cao thị trường đấy. Con này nó là dòng Onkyo A925 thì em mã của nó đây, A925 nhé. Âm ly mặt bằng tranh rất đẹp đấy. Rất là đẹp, năm quý vị nhé. Dòng này hiện nay đang được anh em audio chơi rất là nhiều, và mỗi lần bên em về hàng thì đều là rất nhanh được đặt vào để mua luôn. Này, hôm nay em có hàng về là em lại đưa lên ngay để cho quý vị, phục vụ những quý vị nào đứng trước ai nhỡ chưa thể nào mà đặt mua được con này thì là quý vị liên hệ ngay cho em nhé, 0966 594 581 nhé. Dòng Onkyo 2925 này nó dòng cao cấp này, từ các cái cọc hoa này được cọc hoa thì các cái chân cắm của nó đều rất là được trau chuốt này. Cọc CD nó còn được mạ vàng nhé, cái cọc CD còn được mạ vàng quý vị nhé, rất đẹp, rất tuyệt vời. Con này hàng cực kỳ đẹp nhé, và rất ít khi mà có được con đẹp như này về. Quý vị ai có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay với em nhé. Đây, con A925 điện áp 100V quý vị nhé. Công suất của nó là 185W đấy, 185W. Cái dòng như này thì được đánh giá khá là nhiều, khá là cao trong cái vấn đề mà dùng để kéo các cái loa của Anh này, đây là của Mỹ nhá. Đây, trở kháng của nó khi đánh A, B thế là 4 đến 16 ôm. Còn khi đánh hai cầu A và B thế là 8 đến 16 ôm nhé quý vị nhé. Cái dòng mà trở kháng từ 4 đến 16 ôm này thì rất là được ưa chuộng, bởi vì nó ghép nó rất dễ, loa nào cũng ghép được, không sợ là cái vấn đề là trở kháng của loa nó gây cản trở nhé. A và B quý vị nhìn rất đẹp, hàng một màu, đây là màu vàng chanh quý vị nhé, màu vàng chanh rất đẹp. Con này đẹp thì gần như là không có một cái gì để chê trách cả. Em sẽ đo kích thước cho quý vị xem nhé, để những ai mà chưa nắm bắt được kích thước thì quý vị có thể nắm bắt được kích thước của nó nhé. Đây, con này có chiều rộng là 43 cm, sâu 43 đấy, là chiều rộng 43 cm, chiều sâu của âm ly là 38 cm và âm ly cao là 16 cm đấy, 16 cm. Rất là kích thước của nó đấy nhé quý vị nhé, đây hàng rất đẹp, rất đẹp, và con này không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Quý vị ai có nhu cầu liên hệ ngay nhé, 0966 594 581 em nhé. Đấy, và con này bên em bán với giá là 5.200.000 đồng nhé, 5.200.000. Thì quý vị ai có nhu cầu liên hệ ngay với bên em tại số điện thoại là 0966 594 581 em nhé. Này, 0966 594 581, một con đầm đi rất là đẹp. Quý vị ai có nhu cầu liên hệ ngay giúp em nhé. Em xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh của bên em để cập nhật những sản phẩm mới nhất khi có hàng về nhé.